Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì các bạn thấy hôm nay background mới đúng không? Là tại vì hôm nay mình có cơ hội ra ngoài và mình làm việc linh tinh, nên mình quyết định là sẽ tranh thủ luôn cái background để quay một video cho các bạn. Bởi vì background ở cái giường mình không thì hồi nó cũng chán đúng không? IQ vô cực. Rồi, thì trong video ngày hôm nay thì bởi vì video ngày hôm nay là một cái video mà nó mang cái tính là nó random lắm, nó rất là ngẫu nhiên. Nên các bạn có thể thấy là trên cái mặt mình bây giờ, có thể nói là tóc của mình hôm nay nó đang đàng hoàng, nhưng mà cái mặt của mình thì hoàn toàn nó đang rất là thê thảm luôn, mà son thậm chí mình đánh nó còn không có được gọi là lồng lộn như hàng ngày nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, bởi vì đây là một video random chưa có được nghĩ tới trước đây, ý là hôm nay mình cũng không hề có ý định là quay vlog luôn, chỉ là một ý định bất chợt thôi. Nên hiện tại thì mình giống như là mình có gì mình chia sẻ đó thôi hả. Thì trong video ngày hôm nay mình quyết định chia sẻ ba loại cushion mà mình cảm thấy cực kỳ yêu thích trong thời gian gần đây. Các bạn có cảm thấy rất là hứng thú không? Nếu các bạn hứng thú thì nhất định xem đến cuối video nha. Rồi không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn thôi. Rồi, sản phẩm đầu tiên mà mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay, tóc tai loại lộn xộn, bây giờ thì tới mặt không xinh mà tóc cũng không xinh luôn. Nhưng mà mình sẽ ngoài lề một tí nha. Có một bạn comment ở dưới video của mình là thấy mình trên vlog có vẻ rất là, không phải vlog nữa, trên video thôi, thì có vẻ rất là luộm thuộm, xong rồi kiểu đầu tóc thì linh tinh, xong rồi mặt mày thì nhợt nhạt, xong rồi đó, nhưng mà không có điểm nhấn, thì như vậy mình không có tôn trọng người xem. Thì come on, mình rất là tôn trọng các bạn, thậm chí mình còn rất thương các bạn nữa, nên các bạn hãy thương mình đi. Những cái ngày mà mình cảm thấy là tràn đầy sức sống mà mình muốn xinh thì mình sẽ uống tóc linh tinh như hôm nay. Còn cái ngày nào mà mình kiểu nhiều việc rồi vừa mới đi làm về mà vẫn quay video thì làm sao mà xinh được đúng không? Lúc đó là mình chỉ tàn rồi. Nói chung là làm ơn đi, mình rất là thương mấy bạn mà. Rồi, mình nên nói đến sản phẩm đầu tiên đúng không? Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay đó chính là đây là Cushion của Dior. Tên đầy đủ của nó là Dior Skin Forever Perfect Cushion. Thì mình sẽ để link của sản phẩm ở dưới nha. Thì đối với cái em cushion này, mình phải nói là đây là cái hộp cushion mà tuyệt vời nhất mà từ trước giờ mình từng sử dụng luôn, và giá của em thì tương đối là đắt. Giá em này thì tầm là 1.400.000 cho một hộp, một lõi và không có lõi đi kèm, nên tự đương nhiên là rất là đắt đúng không? Nhưng mà đắt sắc ra miếng, rất là nguy hiểm luôn. Thì đây là bên trong của nó. Đó, mình phải chỉ cái gương chứ. Các bạn có thấy là miếng mút mà mình sử dụng tới mức mà nó dơ là dơ rồi mà mình không giặt lập tức. Nói chung là mình cũng có giặt, nhưng mà tại vì cứ mỗi lần mình ấn vô thì mình hay làm cho nó lem lem ngoài này nè, chứ không phải là mình không giặt nha, không giặt thì dễ nổi mụn lắm, nên là mình có giặt, ok. Chỉ là mình hơi xài hơi ẩu nên nó bị đó dính dính nè. Thì cái miếng mút của nó, đây là cái miếng mút tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mình từng sử dụng qua luôn. Nó rất là khác với miếng mút ở Hàn Quốc là tại vì nó xốp hơn, và cái độ bông của nó bông hơn cái miếng mút của Hàn Quốc rất là nhiều, và cái bề mặt của nó thì khá là sần sùi hơn so với cái bề mặt mà gọi là phẳng mịn hoàn toàn giống như là phấn cái mút của IOP. Thì các bạn sẽ thấy là nó có một lớp nylon với silicone, nó phẳng mịn hoàn toàn, nhưng mà đối với cái em này thì nó lại sần sùi hơn chút xíu. Tuy nhiên là em hút sản phẩm rất là ít, và lúc mà em apply sản phẩm lên mặt thì trời ơi, nói chung là cảm giác rất là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là kết cấu của cái phấn Dior này thì nó cực kỳ mịn, nó làm cho da mình cảm giác rất là mịn, rất là mềm, rất là bóng, xong rồi nó rất là nhẹ cho da, mình hoàn toàn không có cảm giác là mình đang make up mà mỗi khi mình dùng cái này luôn. Và nó nâng tông da rất là nhẹ nhàng, và đặc biệt mặc dù nó là cushion mà đang sử dụng tông 10 và nó hoàn toàn không có bị sáng chút nào hết, lúc mà mình đi lên da thì nó vẫn rất là tiệp, rất là mềm mướt. Nói chung là mình cực kỳ yêu thích em này, là mình không có một cái gì để chê luôn, kể từ khả năng kìm dầu, khả năng che phủ tự nhiên, ngoài ra thì còn để lại trên da một lớp vừa mỏng và vừa mịn. Nói chung là chắc chắn em này mình sẽ mua lại, dù cỡ nào, dù có tốn máu cỡ nào thì mình cũng sẽ mua lại em này, tại vì mình quá ư là thích đi. Thôi lắm. Và nhưng mà có một cái nhược điểm là em này chỉ phù hợp với những bạn nào mà da mình nghĩ là ít khuyết điểm. Tại mặc dù nó ghi ở đây là perfect cushion, nhưng mà nó cũng không phải là có cái độ che phủ siêu high ấy, mà cái độ che phủ của nó ở mức trung bình khá, là nó sẽ phù hợp hơn với những bạn mà chỉ có nhiều quầng thâm mắt hoặc là ít thâm mụn giống như mình thì em nó sẽ phù hợp hơn. Rồi sản phẩm cushion thứ hai mà mình nhắc trong video ngày hôm nay đó chính là em của Oi. Mình không biết đọc cái tên của cái hãng này cho lắm. Oi hay là Oi, nói chung là nó rất là khó đọc, mà mình sẽ để tên đầy đủ của sản phẩm thì mình quên rồi, mình sẽ để link ở dưới description box, ok. Nói chung là mình biết là mình như vậy là mình đoán lắm, nhưng mà đừng có la mình nữa, thông cảm cho mình đi. Thì cái này là em cushion
cái chuyên của nó sẽ đặc biệt ở một chỗ là ở đây thì nó không có một cái miếng á, xốp vậy để các bạn lấy sản phẩm ra, mà nó sẽ có mấy cái lỗ vậy này, các bạn có thấy không? Thì các bạn ấn á thì sản phẩm nó sẽ trôi từ từ lên. Thì cái kết cấu này có cái lợi cũng có cái hại, thì nó sẽ giữ được lớp kem nền của mình ở dưới và nó sẽ không làm cho bị oxy hóa hay sao đó. Mà đó là cái lợi điểm của nó. Còn cái nhược điểm của nó là lúc mà mình lấy thừa sản phẩm á, thì mình sẽ không có chặn nó vô lại được á. Đâu mình không mình chặn nó vô lại được mà mình sẽ phải rút hết cái phần sản phẩm đó ra và mình phải lấy khăn giấy để lau cái phần sản phẩm thừa. Rồi đối với cái em này á thì giá của nó là 1,2 triệu và nó có thể kèm lõi đi kèm, vì vậy nó rẻ hơn rất nhiều so với em Dior kia. Nhưng cái nhược điểm của nó là gì? Bởi vì nó là sản phẩm của Hàn Quốc thì nó trắng quá đi, nó trắng cực kỳ luôn, và lúc mà lên mặt á thì nó vẫn để trên da của mình có bề mặt mướt mịn và nó rất là bóng, cái độ bóng của nó rất là glow, rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì nó lại dễ xê dịch hơn là cái em Dior kia. Cái em Dior kia mà khi mà đánh lên da thì nó set rất là nhanh, tuy nhiên thì cái em này sẽ xê dịch hơn một chút xíu. Và bởi vì nó xê dịch hơn nên chúng ta phải cẩn thận, nếu mà chúng ta muốn đổ khẩu trang để khẩu trang rồi đó thì chúng ta phải cẩn thận hơn và chúng ta phải dặm lại. Tuy nhiên thì cái finish của em này rất là đẹp và ngoài ra thì nó rất là lành tính cho da. Khi mà mình sử dụng, có cái hôm, những cái hôm mà mình chưa mua em Dior kia á, thì mình sử dụng cái em này kiểu từ sáng tới tối luôn mà da mình không có bị nổi mồ hôi bí hết. Nên đây là cái điểm mà mình thích nhất của cái em OI này. Sản phẩm cuối cùng, đây là sản phẩm cushion cuối cùng. Thì các bạn có thể thấy là nền của mình là chỉ có cushion thôi, mình không xài foundation luôn. Tại vì đối với mình mà một buổi sáng mình phải dậy xong rồi mình đổ foundation ra tay, xong rồi mình bôi lên mặt, xong rồi mình phải lấy miếng mút mình chậm, nói chung là mình nè, đối với mình thì bởi vì da mình cũng ít khuyết điểm nữa nên mình nghĩ là cushion là ổn rồi. Thì cái cushion thứ ba mà mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay chính là cushion của YSL Yves Saint Laurent. I don't know. Thì mình sẽ gọi tắt nó là YSL thôi. Thì cái hộp cushion này á, thì cái mình sẽ cho các bạn xem cái phần này bên trong. Các bạn có thấy là rất là xịn không? Đây, cái kết cấu lõi của nó nhìn nó rất là kim cương, có nghĩa là mỗi lần mà mình chỉ cần ấn vào một phát là sản phẩm nó sẽ ra rất là đều và rất là nhiều, mình không cần phải ấn quá mạnh ha. Thì cái em này giá của nó là 1,5 triệu, 1,5 triệu ha, với 1,4 triệu ha, cho một hộp một lõi và không có lõi đi kèm, nên cái em này cũng thuộc dạng là đắt. Cái em này thì được cái gì? Cái cover của nó rất là tốt, nó tốt vượt trội trong cả ba loại Dior, OUI thì và YSL thì cái nào tốt nhất? Nó che phủ tốt nhất thì đương nhiên là nó cũng sẽ nặng hơn một chút xíu so với Dior. Tuy nhiên thì lớp finish của nó và trên này cũng rất là đẹp, rất là mịn. Và đặc biệt á thì là cái em này ít xê dịch hơn cái em OUI kia. Nói chung thì mình thấy là cái em cushion này thì nó sẽ là một cái sản phẩm between á, kiểu nó ở giữa cái OUI kia với lại là nó ở giữa cả cái Dior luôn. Là nó sẽ thừa hưởng ở Dior cái cảm giác là nó khá là nhẹ mặt hơn OUI. Nó chỉ là nặng mặt hơn Dior nhưng mà nó vẫn nhẹ mặt hơn là cái OUI kia. Và nó sao ta? Và nó vẫn có được một cái khả năng che phủ tốt hơn Dior. Nên nói chung là nếu mà một ngày nào đó mà mình cảm thấy là hôm nay da mình cần phải che phủ nhiều hơn, mình dùng cái này. Còn mình cảm thấy là hôm nay da mình đẹp quá thì mình dùng cái Dior kia. Rồi mình cảm thấy ngày nào mà mình muốn tiết kiệm tiền thì mình sẽ dùng cái OUI kia. Trời ơi, nói chung là ai kêu vô cực. Đó, các bạn có thấy không? Nói chung là cả ba loại cushion này finish đều đẹp. Tuy nhiên, yêu thích nhất bạn Lam Dior này, yêu thích lắm luôn. Chắc chắn sẽ mua lại. Nói chung là cầm nó, các bạn có thấy là packaging của Dior thì cũng có vẻ là không biết các bạn đẹp hơn ha. Thật là khó so sánh, mình cũng chả biết nữa. Cái này đẹp không? Các bạn vote đi. Ok, thì các bạn có thể thấy là dạo này Gà đang trở lại rất là mạnh mẽ cho cả Instagram, Facebook và đồng thời là cả YouTube nữa. Thì Gà đang rất là xinh, Gà đang rất là xinh luôn, Gà cực kỳ xinh. Vậy nên các bạn đừng quên là các bạn hãy nhớ đặt câu hỏi cho Gà ở phần comment hoặc là Instagram hoặc là Facebook nha. Và đặc biệt là Instagram luôn, các bạn hãy nhớ follow Gà trên Instagram nha. Ngoài ra thì Gà còn có một cái shop bán đồ rất là dễ thương, các bạn có thấy không? Đó, mấy cái váy kiểu như vậy này rất là dễ thương luôn, nên các bạn nhất định phải ủng hộ shop Gà, ok? Trời đất ơi, hôm nay quay video mà trước mặt mình, các bạn có tin không? Mặc dù bây giờ mình đang nói vậy thôi nhưng mà trước mặt mình đang có một đống người, xong mình đang kiểu ngại quá đi. Tuy nhiên mình đang thể hiện cái IQ vô cực của mình nên mình không có gì phải ngại. Rồi, link của shop của mình sẽ để dưới description box, link Facebook, link Instagram, description box. Nhớ click vào nhớ. Các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.